Vân Tiên ghé lại bên đàn bẻ cây làm gậy nhắm làng sông vô. Kêu rằng bỡ đảng hung đồ chở quen làm thổi hồ đồ hại dân. Phong lai mặt đỏ phần phần thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây. Trước gây việc giữ tài mây chuyên quân bốn phía phủ vây bịch bùng. Vân Tiên tả độc hữu xung khác nào chịu tự phá vòng đương dương. Lâu la bốn phía vỡ tan đều quân gươm giáo tìm đàn chạy ngay. Phong lai chở chẳng kịp tay bị Tiên một gậy thét trời thân vong. Dẹp rồi lũ kiến chồng ông hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, xa cơ nên mới làm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp không vô cúi đầu chăm lại cũ cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng đáp rằng ta đã chừa dòng lâu la. Khoan khoan ngồi đó chớ ga, nàng là phận gái ta là phận trai. Tiểu thư con gái nhà ai, đi đâu nên nổi mang tay bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi khuê môn phận gái việc gì đến đây. Trước sau chưa hẹn già này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Trước sau chưa hẹn già này, hai nàng ai tớ ai thầy nói ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga, con này tỳ thiếp tên là Kim Liên. Quê nhà ở quận Tây Xuyên, cha làm chi phủ ở miền Hà Khê. Sai quân đem bức thư về rước tôi qua đó định bề nghi ra. Làm con đâu dám cãi cha, vì dầu ngàn dặm đường xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình, hai vậy cũng chẳng đăng trình làm chi. Long Nguy chẳng gặp giải nguy, tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Chiếc xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiền thiếp lại rồi sẽ thưa. Chúc tôi liễu yếu đào thơ giữa đường lắm phải bụi rơi đã phần. Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng thì không. Gặm câu bao đức thù công lễ chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói liền cười làm ơn hả dễ trong người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn nào ai tỉnh thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngại bất vi làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Nay đà rõ đặng nguồn cơn nào ai tỉnh thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngại bất vi làm người thế ấy cũng phi anh hùng.